lúc còn dài rồi. Anh có cảm thấy vui khi nói chuyện để cho anh phải suy nghĩ không anh Tâm? Sao không nói chuyện mà lắc đầu không vậy? Vui nói lớn lên coi. Đề nghị anh Phương quay cái mặt lại cho cái máy quánh vô cái thôi.